Theo nghiên cứu xu hướng du lịch toàn cầu GTI 2023 của Visa, thế hệ Z và các gia đình có trẻ em là các nhóm đối tượng chính góp phần làm nên sự bùng nổ du lịch trong nước tại Việt Nam. Các gia đình có con nhỏ và thế hệ Silver, tức trên 60 tuổi, là nhóm đi du lịch giải trí nhiều nhất, trung bình 2,4 chuyến trong 12 tháng qua. Không chỉ tham quan các điểm đến đã được lên kế hoạch, du khách đang chú trọng nhiều đến các chuyến du lịch mang tính trải nghiệm và giải trí. Các động lực du lịch chính gồm thư giãn 68%, mua sắm tiêu dùng 43% và khám phá hoặc thử một điều mới mẻ 43%. Du lịch đến một đất nước là cách để khám phá văn hóa và trải nghiệm phiêu lưu. Do đó, du khách có xu hướng lựa chọn những trải nghiệm du lịch được cá nhân hóa, hòa mình vào phong tục, truyền thống và ẩm thực địa phương. Khi nhận thức về môi trường lên ngôi, du khách Việt Nam thể hiện nhiều sự quan tâm và hành động vì nền du lịch bền vững. Cụ thể, 73% người được khảo sát cho biết họ quan tâm hoặc rất quan tâm đến các lựa chọn du lịch bền vững, trong khi 50% ứng viên trả lời đã tích cực tìm kiếm các lựa chọn này khi lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Với số lượng khách du lịch tìm kiếm các lựa chọn thân thiện với môi trường ngày càng tăng, ngành du lịch đang chứng kiến sự thay đổi theo hướng thực hành du lịch xanh hơn, hỗ trợ cộng đồng địa phương và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và thu nhập khả dụng, người tiêu dùng Việt đang bắt đầu thực hiện nhiều chuyến đi trong nước và quốc tế hơn nhằm tìm kiếm cơ hội gắn kết và những trải nghiệm khó quên. 1/5 người được khảo sát cho biết gặp gỡ, kết nối với bạn bè và gia đình là động lực du lịch trong 12 tháng tới. Mua sắm cũng là một phần khôn. Trong bối cảnh toàn cầu phục hồi sau đại dịch COVID-19, ngành du lịch Việt Nam cũng đang dần trở lại. Du lịch nội địa đóng vai trò then chốt khi người dùng khám phá du lịch trong nước, qua đó đóng góp kinh tế cho doanh nghiệp và lao động địa phương. Với bối cảnh kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng, tính bảo mật và khả năng chấp nhận thanh toán là rất quan trọng trong việc hình thành sở thích thanh toán của khách du lịch Việt Nam. Nghiên cứu GTI 2023 nhấn mạnh rằng khách du lịch mong đợi giao dịch liền mạch và các biện pháp bảo mật tối ưu, chứng minh tầm quan trọng của niềm tin vào các giao dịch tài chính khi khám phá những chân trời mới. Cuộc cách mạng kỹ thuật số đang thay đổi cách thức thanh toán. Khách du lịch Việt Nam đang đón nhận sự tiện lợi của thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, trả trước. Phần lớn những người được khảo sát, 97%, trong nghiên cứu GTI 2023 cho biết họ ưu tiên các tùy chọn thanh toán không dùng tiền mặt, 92% chọn thẻ tín dụng và 87% chọn thẻ ghi nợ trong các chuyến đi, tinh giản hóa các giao dịch và nâng cao trải nghiệm du lịch nói chung. 64% cho biết họ đã dùng ví điện tử, cho thấy việc dễ sử dụng, tính bảo mật và độ phủ chấp nhận rộng rãi đang thu hút khách du lịch sử dụng phương thức thanh toán này. Sự phổ biến của ví điện tử báo hiệu sự chuyển dịch hướng tới một hệ sinh thái thanh toán được thúc đẩy bởi công nghệ và có tính kết nối cao. Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết, trong hơn một thập kỷ qua, Visa cùng những thông tin từ nghiên cứu xu hướng du lịch toàn cầu, GTI, mang tới những hiểu biết sâu sắc về bối cảnh du lịch và thanh toán, nhằm hỗ trợ cho các đối tác tại Việt Nam và trên toàn thế giới lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.